Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đến với bản tin 18 giờ 30 phút chiều nay, thứ năm ngày 14 tháng 12 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên cùng các tin tức thời sự cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề về tình hình biển đảo, quán triệt một số văn bản cho cán bộ chủ chốt trong tỉnh và trao giải thưởng giải báo chí về xây dựng Đảng, giải Búa Liềm Vàng tỉnh Hưng Yên năm 2023. Tới dự có đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Sau gần 8 tháng phát động, Ban tổ chức giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Hưng Yên năm 2023 nhận được 109 bài thi của các tác giả là cán bộ, phóng viên, các cơ quan, đơn vị địa phương và các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh gửi tham gia ở 3 loại hình: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình. Các bài dự thi đã phản ánh đầy đủ toàn diện các nội dung về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng đội ngũ cán bộ vừa có đức vừa có tài, ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Kết quả, Ban tổ chức cuộc thi đã trao giải cho 32 tác giả, nhóm tác giả gồm 2 giải nhất, 6 giải nhì, 9 giải ba và 15 giải khuyến khích. Dự án xây dựng đường bên tiếp giáp tuyến đường bộ đối 2 cao tốc qua địa bàn thành phố Hưng Yên có chiều dài gần 50 km trên địa phận các xã Trung Nghĩa, Liên Phương, Phương Triều. Thời điểm này mặc dù chưa được nhận tiền đền bù, song nhiều hộ dân đã chủ động di rời các phần mộ nằm trong khu vực cần giải phóng mặt bằng, nhường đất cho dự án. Tổng diện tích đất cần thu hồi để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường bên tiếp giáp tuyến đường bộ nối 2 cao tốc trên địa bàn thành phố là 17,5 ha, trong đó có trên 100 ngôi mộ ở 2 xã Trung Nghĩa và Phương Triều. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hưng Yên phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức các cuộc họp thông tin tới bà con nhân dân về ý nghĩa của dự án, thực hiện kiểm kê, kiểm đếm, áp giá bồi thường một cách công khai minh bạch. Do vậy đến nay, mặc dù chưa nhận được tiền bồi thường hỗ trợ, nhưng bà con nhân dân đã di chuyển trên 50% số mộ phần, phấn đấu đến hết tháng 11 âm lịch, việc di chuyển các phần mộ sẽ hoàn thành, trả mặt bằng cho dự án. Năm 2023, huyện Khoai Châu được giao kế hoạch vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách tỉnh là hơn 88 tỷ đồng cho 6 công trình, trong đó có 2 công trình chuyển tiếp và 4 công trình khởi công mới. Đến nay, địa phương đã thực hiện được gần 87,7 tỷ đồng, đạt trên 99% kế hoạch. Được biết, tổng các nguồn vốn đầu tư công cả năm của huyện Khoai Châu là gần 302 tỷ đồng. Đến nay, huyện đã giải ngân được hơn 240 tỷ đồng, đạt trên 80% kế hoạch. Địa phương đang quyết liệt tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các dự án, nhất là công tác giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao cho đơn vị thi công, tập trung hoàn thiện các hạng mục công trình, đẩy nhanh công tác nghiệm thu thanh toán và giải ngân vốn cho các nhà thầu, lập quyết toán công trình hoàn thành theo đúng quy định, phấn đấu hoàn thành tối thiểu 95% kế hoạch đầu tư công năm 2023 trở lên. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác, Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa yêu cầu các đơn vị thành viên đảm bảo điện cho sản xuất và tiêu dùng trong năm 2024, đặc biệt là dịp nghỉ lễ Tết Nguyên đán 2024. Theo đó, tăng cường kỷ luật vận hành, bảo vệ an ninh an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, lập và thực hiện kế hoạch đảm bảo điện cho sản xuất và tiêu dùng, không thực hiện các công việc phải ngừng, giảm cung cấp điện, làm mất điện khách hàng, trừ trường hợp xử lý sự cố trong các ngày lễ Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2024 từ 0 giờ ngày 29 Tết đến 24 giờ ngày mùng 5 Tết. Trước và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tổ chức chương trình hành trình Tết Công đoàn Xuân 2024 với nhiều chuyến bay, chuyến tàu miễn phí để đoàn viên, người lao động về quê đón Tết và trở lại làm việc. Theo đó, sẽ có 3 chuyến bay tập trung miễn phí đưa hơn 670 đoàn viên, người lao động làm việc từ các tỉnh thành phía Nam về quê đón Tết tại các tỉnh thành phố phía Bắc. Cùng với chuyến bay Công đoàn Xuân 2024, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức chuyến tàu Công đoàn Xuân 2024, dự kiến sẽ có 30-32 toa tàu, một chiều, ghế ngồi mềm và giường nằm, tập trung miễn phí trên các chuyến tàu hỏa Bắc Nam và ngược lại để đưa đón khoảng 2.000 đoàn viên người lao động làm việc tại các tỉnh thành phố phía Nam về quê đón Tết tại các tỉnh thành phố phía Bắc và trở lại đơn vị doanh nghiệp làm việc sau Tết. Nhà máy Tân Đệ 9 thuộc Công ty Cổ phần Sản xuất Hàng Thể thao Tân Đệ, đóng trên địa bàn thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, vừa tổ chức chương trình Tân Đệ cùng bạn phòng cháy, giúp bạn chữa cháy. Đây là doanh nghiệp đầu tiên trên địa bàn huyện Kim Động tổ chức tặng bình chữa cháy cho người lao động.
Chương trình Tân Đệ cùng bạn phòng cháy, giúp bạn chữa cháy là một chuỗi hoạt động được công ty Tân Đệ tổ chức diễn ra từ ngày 11 tháng 12 đến hết ngày 16 tháng 12 năm 2023. Qua chương trình, công ty đã dành tặng gần 17.000 bình cứu hỏa, tương đương với số tiền hơn 5 tỷ đồng cho toàn bộ nhân viên người lao động của công ty. Trong đó, trao tặng hơn 1.000 bình chữa cháy cho công nhân lao động của nhà máy Tân Đệ 9 với tổng giá trị quà tặng khoảng 300 triệu đồng. Trong khuôn khổ kỳ họp thứ 14, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16, Hà Nội đã thông qua nghị quyết sửa đổi quy định về phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử công trình văn hóa trên địa bàn thành phố. Theo đó, quy định phí tham quan một lượt với mỗi khách như sau: di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám là 70.000 đồng, di tích Đền Ngọc Sơn 50.000 đồng, di tích Nhà tù Hỏa Lò 50.000 đồng, trung tâm Hoàng Thành Thăng Long 100.000 đồng, di tích Cổ Loa 30.000 đồng, di tích Chùa Hương 120.000 đồng, di tích Đền Quán Thánh 10.000 đồng, làng cổ Đường Lâm 20.000 đồng, Chùa Thầy 10.000 đồng, Chùa Tây Phương 10.000 đồng. Thời gian thực hiện sau khi nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố và quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố có hiệu lực thi hành. Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa phát hiện một xe ô tô tải chở hơn 1.600 chai rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ. Theo đó, khoảng 1 giờ 45 phút sáng ngày 13 tháng 12, tại địa phận xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện ô tô tải do một tài xế quê tỉnh Quảng Nam điều khiển có nhiều dấu hiệu nghi vấn, phát hiện trên xe chở một số hàng hóa gồm rượu các loại. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa. Qua kiểm đếm, lực lượng chức năng thu giữ 1.630 chai rượu mang nhãn mác The Glenlivet, Black Label, Chivas Regal. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Tiếp tục với phần tin quốc tế, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc mới đây đã kích hoạt phản ứng khẩn cấp cấp 2, mức cao thứ 2 trong thang ứng phó khẩn cấp đối với đợt rét đậm và bão tuyết trong tuần này. Cơ quan này còn dự báo tháng 12 năm nay có thể là một trong những tháng 12 lạnh nhất ở Trung Quốc trong nhiều thập niên qua. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cảnh báo hầu hết cả nước sẽ có tuyết rơi dày đặc, bão tuyết và nhiệt độ giảm mạnh từ ngày 13 tháng 12. Thủ đô Bắc Kinh sẽ chứng kiến nhiệt độ tới âm 18 độ C vào cuối tuần, thấp hơn nhiều so với mức nhiệt trung bình âm 8 độ C vào giữa tháng 12 hàng năm. Chính quyền thủ đô Bắc Kinh đã yêu cầu tất cả các trường học chuyển sang học trực tuyến, trong khi các công ty được khuyến khích cho phép nhân viên làm việc linh hoạt. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cũng cảnh báo nhiều vùng miền tại nước này có thể chứng kiến nhiệt độ giảm tới 14 độ C. Ngay cả thành phố Thượng Hải cũng có thể bị giảm nhiệt độ đến âm 4 độ C kể từ ngày 16-17 tháng 12, một điều bất thường với khu vực miền Nam. Quỹ chăm sóc động vật quốc tế mới đây cho biết đã có ít nhất 100 con voi chết tại công viên quốc gia Wangi, lớn nhất Zimbabwe, khi hạn hán cao dài làm cạn kiệt các vũng chứa nước uống cho động vật. Ban quản lý công viên Wangi cho biết, mặc dù họ đã khoan 104 giếng, nhưng vẫn chưa thể cung cấp đủ nước. Hạn hán nghiêm trọng đã buộc voi và các loài động vật hoang dã khác phải di chuyển một quãng đường dài để tìm kiếm thức ăn và nước uống. Hồi tháng 9 vừa qua, Cơ quan Quản lý Động vật Hoang dã và Công viên Quốc gia Zimbabwe thông báo, nhiều loài động vật đã di chuyển từ công viên Wangi đến quốc gia láng giềng Botswana để tìm kiếm nước và thức ăn. Quỹ chăm sóc động vật quốc tế cho rằng, tình hình động vật chết do hạn hán đã được dự báo từ trước và phải được coi là biểu hiện của những thách thức đang trở nên trầm trọng hơn do biến đổi khí hậu đối với công tác bảo tồn thiên nhiên của khu vực. Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ thông báo một vấn đề đáng chú ý đã xảy ra với tàu thám hiểm không gian sâu Voyager 1, khiến nó không thể chuyển dữ liệu khoa học hoặc dữ liệu hệ thống về trái đất. Theo NASA, con tàu đã 46 tuổi, vẫn có khả năng nhận lệnh, nhưng vấn đề dường như xuất hiện tại hệ thống máy tính, khiến nó không thể gửi thông tin về quê nhà. Hệ thống dữ liệu bay của Voyager 1, nơi thu thập thông tin kỹ thuật và dữ liệu từ các công cụ khoa học trên tàu, hiện không còn khả năng giao tiếp với đơn vị viễn thông của tàu. Đội ngũ kỹ sư của Voyager đã xác định rõ ràng vấn đề, nhưng họ có thể mất vài tuần trước khi tìm ra giải pháp. Tàu vũ trụ Voyager 1 ở xa đến mức phải mất 22,5 giờ để các lệnh được gửi từ trái đất đến tàu và mất 45 giờ để trái đất nhận được phản hồi. Voyager 1 hiện là tàu vũ trụ xa trái đất nhất với khoảng cách 24 tỷ km, trong khi chiếc Voyager 2 song sinh của nó đã đi hơn 20 tỷ km tính từ hành tinh của chúng ta.
Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18 giờ 30 phút chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.